Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Rick Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà gỡ bỏ hạn chế ở trên Messenger. Thì nếu như mà các bạn không muốn nhắn tin với lại một ai đó hay là gọi điện với một ai đó ở trên Messenger nữa thì các bạn sẽ có hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất có nghĩa là chặn người ta ở trên Messenger, và cái hình thức thứ hai đó chính là hạn chế người ta ở trên Messenger. Rồi, để mà các bạn có thể là gỡ bỏ hạn chế trên Messenger thì bạn sẽ bấm vào Messenger. Rồi, thì ở đây nhá, mình sẽ ví dụ như là mình sẽ hạn chế các bạn Yến Hụ này đi, thì mình sẽ bấm vào bạn đó. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ bấm vào cái tên của bạn đó. Mình kéo xuống phía bên dưới, nó sẽ có cái phần đó chính là chặn thì sẽ chặn bạn đó luôn, và hạn chế thì sẽ hạn chế bạn đó. Và bạn đó thì không thể nào nhắn tin được với mình. Khi mà mình bấm hạn chế như thế này thì cái tin nhắn nó sẽ bị biến mất, và cũng như là bạn này không có thể là gọi điện hoặc là nhắn tin được cho mình. Bấm vào hạn chế này. Đây, đang hạn chế nhé. Rồi, vậy là mình đã hạn chế các bạn này rồi. Bây giờ thì bạn ấy không có thể nào mà có nghĩa là không thể nào nhắn tin hay là gọi điện được cho mình nữa. Đó, rồi, đó. Đây. Thì để mà các bạn có thể là bỏ được hạn chế được các bạn này thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái dấu ba gạch ở bên trái màn hình. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái bánh răng cài đặt ở đây. Bấm vào quyền riêng tư và an toàn. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nhá, cái phần đó chính là tài khoản đã hạn chế và tài khoản đã bị chặn. Ở đây thì chúng ta muốn gỡ bỏ hạn chế thì các bạn bấm vào cái phần tài khoản đã hạn chế, các bạn bấm vào. Rồi, thì các bạn có thể thấy là các bạn Yến Hụ mà vừa nãy mình vừa mới hạn chế bạn ấy đó, bây giờ mình sẽ bấm vào. Rồi mình sẽ bấm vào cái phần bỏ hạn chế này. Đây, đang bỏ hạn chế rồi. Rồi vậy là mình đã bỏ hạn chế các bạn Yến Hụ này rồi. Thì bây giờ mình và bạn đó thì có thể là nhắn tin với nhau một cách bình thường. Đây, mình sẽ quay lại Messenger nhé. Quay lại Messenger. Thì cái phần tin nhắn này nó sẽ được nổi lên. Và bây giờ thì mình với lại các bạn này có thể là nhắn tin một cách bình thường. Và trong video này thì mình chia sẻ các bạn cách để mà hạn chế, cũng như là cái cách để mà gỡ bỏ hạn chế người khác ở trên Messenger. Khi mà các bạn gỡ bỏ hạn chế thì người khác và bạn có thể là nhắn tin với nhau một cách bình thường. Còn khi mà các bạn hạn chế người ta đấy thì bạn và người đó thì không thể là nhắn tin. Khi mà các bạn hạn chế người ta đấy thì người ta vẫn có thể nhắn tin được cho các bạn, nhưng mà các bạn lại không nhận được tin nhắn. Và khi mà các bạn bỏ hạn chế người ta rồi thì các bạn sẽ xem lại được tất cả những cái tin nhắn mà các bạn đã nhắn tin với người ta. Rồi, video mình chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video. Các bạn thích video các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới, để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Ủng hộ mình thêm bằng cách đăng ký kênh. Rồi, mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.